Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Người tuổi rồng vì thế mà luôn thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị trong xã hội. Trong tháng 8, đường tài lộc của người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vượng phát, tiền bạc sùng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tinh nâng đỡ. Những quyết định của người tuổi Canh Thìn trong thời gian này đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể, vận trình của người tuổi Canh Thìn như thế nào trong tháng 8 âm lịch? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn 2000 vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy họ biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn nữa. Thông thường, đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ Canh Thìn. Mọi mưu sự toan tính đều dễ thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp, dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Trong tháng 8 âm lịch, người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ nảy sinh chuyện tình cảm, ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Xét về thiên can, canh dương kim gặp kỳ âm thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 8 âm lịch cho thấy có nhiều bạn đạt được thành tích tốt, có sự tiến bộ trong công việc, học tập. Nhưng bên cạnh đó có những bạn vẫn còn lười biếng và chểnh mảng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian cho sở thích cá nhân. Cạnh tranh trong học tập cũng tăng lên, bạn sẽ thường vì vấn đề điểm số, thua kém người khác mà muộn phiền. Ở độ tuổi này, cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí có dấu hiệu đi xuống. Với những bạn đã đi làm hoặc bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến bạn khá vất vả, mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ và cầu tiến, tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn phía trước. Vào giai đoạn này, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ, tránh tình trạng học đòi những thói hư thật xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vấn đề tài chính của những người tuổi Canh Thìn về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ chi tiêu khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy tiền tiêu vặt không đủ, từ đó có suy nghĩ tự mình kiếm thêm tiền từ các công việc tạm thời. Điều này phụ thuộc vào khả năng, sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định bất cứ điều gì. Với những người đã đi làm, tháng này tài lộc có vẻ không được như ý, công việc tuy vất vả hơn nhưng bạn lại không đạt được mức lương thưởng như mong muốn. Mức chi tiêu nhiều hơn, mức thu sẽ dẫn đến việc thiếu hụt về tài chính, phải vay mượn thêm để chi trả.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang ở độ tuổi mới lớn nên cần tập trung, nạp đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt. Vấn đề ăn uống cũng cần để tâm, hạn chế ăn uống theo sở thích, nhất là những thức ăn đường phố, rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các chứng bệnh về dạ dày. Các gia chủ tuổi Canh Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này đào hoa khởi sắc giúp cho người tuổi Canh Thìn kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới, ít nhiều ảnh hưởng tới việc học hành. Nhưng vì ở độ tuổi đang lớn nên cái tôi khá cao, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ gia đình về các mối quan hệ của mình. Cần tỉnh táo để nhìn ra đâu là mối quan hệ tốt, mình nên duy trì, đâu là mối quan hệ độc hại cần tránh càng xa càng tốt để không gây ảnh hưởng tới tương lai của mình. Hơn nữa, cha mẹ là những người đi trước, sẽ có cái nhìn tinh tường và hiểu lòng người tốt xấu ra sao. Bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn thay vì đối chọi chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Tức 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có năm âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất và Tý tuyệt dần. Đối với những người tuổi Canh Thìn trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức mùng 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày mùng 10 tháng 8, tức ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 8, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Và để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Canh Thìn năm 2000 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua với những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.